vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ chờ ai héo. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung thất rời, model là Panasonic HD75. Dàn này có gì khác HD55 mình vừa xem? Đây là nguyên nhân khác biệt. Đây là dòng đề cao hơn HD55, HD75. Nó có tới 5 CD. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ em sẽ mở cái khay 5 CD ra cho mình xem nha. Mình top nè. Mình open. Đây, đây là CD đầu tiên em bỏ vào. Em sẽ lấy cái đĩa ra nha. Em sẽ mở luôn. Thế mình cứ để cái đĩa lại đi. Em tiếp tục khai số 2 ra nè. Nhấn số 2. Nhấn số 2 để cho nó mở cái khai số 2 nha. Năm CD hoạt động ok. Phía dưới này là cassette, em sẽ mở luôn. Đây. Ra đĩa rất là độc đáo, ra băng chứ không dùng từ ra đĩa được. Ngăn thớt thứ hai cassette hoạt động ok. Thớt thứ ba, đây là thớt amply. Trên amply thì mình có thể chỉnh được bass, treble, chỉnh được chuyển ngõ, chỉnh được super bass siêu trầm. Và phía sau amply rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Trên này là thớt tuner kim luôn cái hiển thị màn hình. FM của dàn là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam. Em quay một lần nữa cái mặt dàn phơi nhôm cho các anh xem, cực kỳ sang trọng, phơi nhôm cực kỳ đẹp. Dàn này trưng bày trong phòng khách là xuất sắc. Cổ xe tăng HD75, 4 thất rời, các chức năng đều hoạt động ok. Đây, có một cái nút để mình tắt hết tất cả các đèn trên 4 thất. Khi mình tắt hết đèn trên 4 thớt thì lúc này cái cổ xe tăng nhìn nó lạnh lùng, nhìn nó rất là huyền bí. Các anh thấy không? Nhìn từ xa là lạnh lùng, huyền bí. Nhìn cái màu phai nhôm tương phản với ánh sáng nổi bật cái bộ dàn vô cùng. Hình thức rất là đẹp nha. Khi mình bật đèn lên, đây, khi bật đèn lên cái chốt này nha, thì dãy đèn led xung quanh 4 thớt bật lên thì lúc này nó không còn lạnh lùng, huyền bí nữa mà nó qua là đẹp long lanh với cái màu xanh dương bắt mắt, làm cho mình trưng bày ở phòng khách có cái cảm giác vừa mát dịu vừa dễ chịu, mà trong khi đó chỉnh bass, chỉnh treble trên dàn thì đương nhiên chất lượng âm thanh sẽ dễ dàng phù hợp với cái gu, với cái bài hát mình đang nghe. Một bộ dàn rất, em nghĩ rất đáng để mua vì giá thành rất là rẻ, rẻ hơn những model khác, trong khi đó hình thức vô cùng bắt mắt. Công suất của lo lên tới 200W trên cặp lo, tức là 100W một thùng, trở kháng là 6 ohm, công suất amply là 60W. Mặt dàn là phơi nhôm, lo thì đẹp xuất sắc, chút xíu quay mặt sau luôn nha. Bộ dàn rất là đẹp. 5 CD hoạt động ok, cassette cũng hoạt động ok, chút xíu test cassette luôn cho các anh tham khảo nha. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Hoặc mình có thể lấy điện 100-110V từ ống áp ra sử dụng cho bộ dàn. Chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang của cả bộ dàn theo cách bài trí trong clip của em là 75cm. Bây giờ mình nghe lại một đoạn nhỏ qua CD. Sau đó em sẽ test luôn chức năng kết nối qua điện thoại cho các anh tham khảo nha. Em test nhạc đen sôi động qua điện thoại, nhạc vàng qua CD. Bass em chọn cộng 3. Bass cộng 3. Treble em chọn cộng 1 thôi, em thích treble 1 thôi. Ý thích của mình là thích treble bao nhiêu, bass thì bao nhiêu thì mình chỉnh cho phù hợp nha. Thì có nhớ chăng
giấc nồng mẹ màng mộng ước đêm đâu. Ôi vui ban đầu mới biết nhau, đêm trên ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão bùng. Bây giờ mình sẽ mở điện thoại lên nha. Đến muôn ngàn xa anh đi ai tát là mình nghe cassette, MD, EXT là nghe điện thoại nha. Rồi em lỡ đụng chúng nhẹ dây rồi, các anh đợi chút xíu nha. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose. Pump it up and back it up like a Tonka truck. Cho các anh xem luôn nè. Đây, đọc tốt cassette nha. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc clip test. Dàn rất là đẹp nha. Đây là lo nè. Công suất của âm ly, sorry, công suất của loa là 100W một thùng, 200W một cặp loa Panasonic HD75. Loa tay trái xuất sắc, loa tay phải cũng xuất sắc luôn. À, công suất của âm ly là 60W Panasonic HD75. Ngọ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính là EXT, ngọ phía dưới. FM là 108 bắc full Đài Việt Nam, mình cắm anten vào đây để mình sử dụng radio AM FM nha. HD75 4 thất rồi. Bây giờ em xin kết thúc clip test, cái nào mua hàng thì ủng hộ em nha.